Em chào các bác nhé, hôm nay thì em sẽ lên cái dòng lan Brad. Đây là một cái dòng lan mà phải nói là giá của nó rất là rẻ, nhưng mà chơi cũng cực kỳ độc đáo đấy. Hoa này, hoa đẹp, thân lá cũng rất là lạ đó. Thì hôm nay chủ yếu em sẽ lên cái dòng lan Brad tím nhé. Đây, nó sẽ có khoảng 4 màu là tím này, nhện này, vàng này, trắng đó. Trắng gọi là nữ hoàng bóng đêm. Thì hôm nay em chủ yếu là có Brad tím thôi. Đấy, các bác lấy thêm những cái màu kia thì có thể nhắn qua Zalo, em sẽ gửi mẫu hoa cho. Đây, còn những cái cây như này em trồng trong cái cốc nó siêu to rồi. Đây, cốc này là cốc 3.5 nhá. Mà một cốc thì nó khoảng phải đến 20 thân mất. Đấy, hơn chục thân, 20 thân. Về mình có thể là trồng thành một bụi được rồi. Đó, một cốc này em sẽ bán là 30.000 nhá. 30.000 cho màu trắng gọi là nữ hoàng bóng đêm này, màu tím này, màu vàng và màu đốm. Đấy, nó sẽ có 4 màu nhá. Chậu nào cũng vậy, chậu nào cũng rất là nhiều thân, khỏe mạnh như thế này. Đó, một chậu nó về đến 20 thân ấy. Đấy, trước em trồng ở trong cái cốc nó nhỏ nhỏ hơn ấy, mà giá là 20.000. Bây giờ cây nó làm những cái bụi rất là to rồi. Đấy, thì giá nó cũng chỉ có 30.000 thôi. 30.000 về nhà mọi người sẵn chơi. Cây này một năm nó sẽ cho 2 mùa hoa. Đấy, chơi rất là đẹp, nhiều thân cực kỳ luôn. Mà dòng này thì dễ chơi, dễ sống, hoa cũng rất là độc đáo. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhé. Ngoài ra bác nào có thích kiều Thái thì cũng có thể mua về này. Đây, kiều rất là nhiều thân như này. Một chậu kiều này em bán 100.000 nhé. À, một chậu kiều to, nhiều thân, bụi bặm như này 100.000. Kiều thì có kiều hồng với kiều vàng. Số điện thoại thì em cứ để dưới bài viết nhé. Các bác muốn mua mặt hàng nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em đều được. Em chào các bác.